Hello anh em, hôm nay mình canh lại bộ nồi cho khách nha. Khách làm xe chỗ khác. Khách làm xe chỗ khác là đây canh nồi mình. À, nồi này như canh 5 bi nha anh em. Canh 5 bi. Nồi này nồi bio dắt lại nha anh em. Bố này đi bố đen. Rồi hôm nay mình canh lại full nồi anh mình. Full nồi anh mình thì có những này là chuông. Bố thì đi bố xanh thôi. Nói chung là bố này dễ canh, dễ chơi. Đó. Bi thì mình đi bi. Nói chung là tùy anh em thích mà đi bóc hay là đi kiểu nào thì mình canh được hết luôn nha. Rồi kèm theo dưới ba bát chặt trượt. Rồi số chủ nha anh em, rồi số. Đó. Rồi số zin nó là kêu này nè. Mặt nhôm của mình thì mặt nhôm này là mặt nhôm AB2324. Mặt nhôm này mình đi càng nóng lên càng bám nha anh em. Móc phải đánh bi. Càng đi càng bám. Còn cái hàng Vario đặc biệt đó. Cái hàng Vario này nè, đi lên cái thời gian đi đi mà nó càng bóng cái này lên nè, là đi nó càng bị trơn. Còn cái hàng AB này á, không có phốt nha. À, đi càng bóng lên dáng dạng như nó càng ăn dây vô là nó càng bám nha anh em. Đó. Chung là mà anh em nào mà muốn canh nồi á, chưa đẹp qua mình bao cho anh em là dạng như là ok chuẩn luôn. Nói chung là sao cũng canh được. Nói chung về nồi là ok nha. Full nồi bên mình á thì full nồi bên mình thì thường là có nè, bố ba càng trước với sau với chân đế này nha. Bố một bộ nè, bộ nồi sau nè, bộ bi nè, rồi xoa trụ nè, đó mặt nhôm trước đó, cánh quạt bi bắt chặt trượt, đó là full bộ anh mình nha. Nói chung full bộ anh mình á thì mình làm từ tầm 1.4 triệu tới 1.6 triệu nha anh em, tùy theo có là xoa ba càng nữa hay không nha anh em. Đó, nói chung là canh cho anh em chuẩn đi đề có hậu thì còn rất là ok luôn nha. Đó. Rồi anh em nào làm thì cứ liên hệ cho mình. Ok anh em.